Được 10 giờ 15 mà ngày mai là ngày cuối. Chị đi được không? Ý là mấy giờ? Ý là 10 giờ mấy là chị chưa lên đây luôn à? Không, chị lên đây rồi chị đi. Ờ, chị lên đây rồi đi. 10 giờ 15 là nữa. 10 giờ 15 là phải 10 giờ chị đi. Chị lên đây 30 giờ chị đi. Thì sớm tranh thủ đi làm sớm đi rồi 10 giờ mấy đi. Giờ đang không, buổi sáng chị ứng đi sớm lắm mà em làm toàn đi chợ loá kìa. Ôi chị sáng thì răng ta cả buổi sáng. Em buổi sáng mà em đi làm sớm vẫn được hết á. Chứ để mấy người kia lá cái hậu phần bì nữa rồi. Ờ, biết chứ. Vừa đó ngay mà chị đi sớm đâu mà chị đi chứ. Hôm sáng chị đi chị tới mà không có cái xe mua luôn á lên. Ừ. Yên ghê tới đầu tiên. Cái thường hay tới là cái giờ này mà. Hai nhà anh Châu cũng không có ai. Đóng cửa. Mỗi em cũng đi chờ 2-3 cái loa thì hết. Hồi sáng là tới mông mi đi quay đi chợ nè. Ừ. Đi rồi đợi ý mà em cái lo có thể. Xe nó rồi. Nhưng bữa đêm về quê toàn chở ra đó. Bữa về đi tiêm vaccine đó. Mà về không tiêm nữa. Mơ mình đi lấy chở đấy nè. Ừ. Nhưng là hẳn qua hả? Hẳn qua gì ạ? Chú Phấn. Nhưng hẳn qua nữa gì ạ? Ngăn giờ này chắc khách đông chắc nó ở tiệm bánh nấu chứ đi được đâu. Bây giờ là mình cần nói chứ nó đâu cần mình đâu mà. Cái gì gần đây? Nó mi về cho chồng coi lỡ quen cổ cổ mẹ con bé xí luôn nó quen cổ mẹ con bé xí luôn này như đây này lông không biết không thấy được luôn. Giờ tôi lấy chân nè. Ngoài giường của họ. Ý là họ không ở, nhưng mà giường của họ. Từ nhà đi xuống cái mấy bước chứ mấy. Tối mua hai chồng không nằm chung vô cái mày nữa. Đùm lẹ hết mà, xong mà. Sao nữa. Sao không? Nhỏ chịu đâu nổi đâu. Sáng á, cái về náo xong rồi.
Em thấy có đó, chị em bắt mua nó xong kìa. Thì nó không không bằng cây lá tự nhiên được. Nhưng mà nó tiện. Thì xong chị chưa? Xấu. Nè hơn. Những người những cái người thì khỏe không chị ruột em á. Ở đây hả đây? Không ở quê nhưng mà ở dưới thành phố. Ủa là răng anh Huy anh đăng nhập vô tài khoản của mày hả? Ừ. Tao cũng có máy của tao mà, ý là hai tài khoản tao đăng nhập hai máy gì đó. Máy tao bắn được, máy không bắn được. Nhưng mà đăng ký bằng số điện thoại nào chứ? Đăng ký bên kia nghe có số điện thoại nó phải gửi cái mã OTP về số điện thoại đó chứ. Em may mượn gì mượn giữ ra không? Đâu biết gì đâu. Không có biết lương chị bao nhiêu hả? Lương hả? Có nói hả? Bả chị nhà nước nó thuận học nghỉ Tết rồi. Chỉ cần thì đừng nói thứ bảy nhật. Tao không biết thứ luôn, tao ra đường thấy vui quá. Tao không nghĩ tới anh với cái nghe tao nói của tuần tuần tháng tháng khi đó chuyển tới. Nghe nè.